trở xuống cái chị đẹp nhà em nha. Em là bốn mấy ký đó. Nói chung là 60 kg trở xuống là cái chị mặc đẹp hết. Em gọi cho chị Trần Chiểu á, em hỏi chị Trần Chiểu có nhận được hàng không? Không nhận được hàng thì chị cho Hoàng cái cục đó về luôn. Chị nhờ bên chất lượng của Viettel nó gọi á, nhờ bưu tá giao, mà giao chỉ nói là không có tiền nhận gì, hẹn hoài luôn, bưu tá nó chửi chị kìa. Tá chửi luôn, Mẫn Mẫn bị chửi luôn. Khác khác em khác. Mã em đang mặc là mã số 1, cái chị đẹp lên giúp giùm em nha. Em hỏi chị nhận không được là Hoàng về luôn, còn mấy cục ở đây, mấy cái đồ của chị ở đây xả ra luôn. Bưu tá nhờ đi giao gấp chợ ở ngoài kia hả, rồi xong rồi họ giao không nhận, bưu tá nó đưa lên hệ thống nó la chị luôn kìa. Bốn mươi sáu ký là mặc ok luôn chị Phương Nga, cứ 60 kg trở xuống giúp giùm em là ok ha, là mặc vừa. Lên giúp giùm em mã M1 cái chị nhà, mã M1. Chị Vương Ánh Hồng ơi, đơn của chị đã gọi điện thoại rồi, chị không có nhờ dồn đơn á, thì đơn đã đi rồi nha chị đẹp nhà em nha. M1 em chốt cho chị Nguyên Kim. Mã M1 em được có mấy bộ à, cái chị rất là đẹp, size 60 kg, 85.000 cái chị ơi, chưa bao giờ có giá này luôn á. Này là em bán giá vốn lại cho cái chị đẹp nhà em luôn đó, bán không có lời luôn đó cái chị đẹp nhà em nha. Bộ nào này, bộ nào này em đã, em nếu mà tính luôn cái ship về đó là giá của nó là giá sỉ, em lấy vô nó đã 87 88.000 rồi, em bán cho cái chị 85.000 thôi, rất đẹp luôn, size 60 kg. Lưu nhanh dùm chị Trinh Hồ ơi, chị Trinh Hồ nói gì vậy, chị Trinh Hồ nói gì vậy chị đẹp, chị nói cái gì vậy kỳ vậy. Thì em đang like nè chị, ý chị là sao? Mới lên like chị đẹp ơi, đừng thể em quạo nha chị. Thì từ từ em lên, cũng mấy chị cũng mới vô like mà. Dạ không có tay dài chị Lợi Tấn. Có được một vài mẫu tay dài hay gì đó chị. À, nhưng đa số nó là tay cánh dơi như thế này nè. Rồi, M1 em chốt cho chị Thiết Nam nè. M1 cho chị Trinh Hồ, từ từ em lên nha chị, đừng có hối em nha. Mới vô đầu like thôi, chị cũng cho em tương tác với mấy chị một tí xíu chứ, từ từ. Còn nếu như mà chị không có thời gian chị coi thì chị coi tới bao nhiêu thì chị coi, ok ha chị đẹp. Rồi lên giúp em mã M1 nha cái chị ơi. Mã M1 em còn được hai bộ. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em mã M1. Rồi thấy cái cọc này qua cho chị đi. Hôm nay thì chị đang có công việc á, thì chị cứ làm cái công việc của chị đi, chị coi tới đâu thì chị coi, chứ mà em mới vô chưa gì hết trơn mà chị bình luận tự nhiên cái em bị mất cái cảm xúc của chị, cảm hứng luôn á. Chị Tống Nguyễn hỏi em gì vậy chị đẹp? Trời, cái vải này nó đẹp nè cái chị. Cái bộ này thì cho chị đẹp nào 55 56 kg trở lại vừa thôi cái chị. Bộ này là size nhỏ ha chị nào. Size nhỏ nhỏ chút, bộ này cái màu nó rất là đẹp luôn cái chị đẹp ơi. Rất là đẹp luôn. Lên giúp giùm em màu này là màu cam nha cái chị đẹp, 55 kg trở lại mặc vừa, 85.000 một bộ, rất là đẹp luôn, mã M2. Lên giúp giùm em mã M2 cái chị. Bộ này 55 kg trở lại mặc vừa đẹp lắm. Bộ này nó là pyjama nè, pyjama tay co tay tay ngắn nè. Rồi chốt giúp giùm em mã M2. Chốt giúp giùm em là mã M2 nha cái chị đẹp nhà em ơi, mã M2. Nè, ghi vô đi bé. Mã M2 bộ này rất là đẹp luôn cái chị. Bộ này rất là đẹp nha, em không có lửng chị, hàng lửng em không có. Pyjama là em chỉ có quần dài thôi, em không có quần lửng.
Bây giờ á, là em nói với chị á, là bưu tá á, nó gọi nó la chị, tại vì cái đơn hàng của chị á, là cái đơn hàng đáng lý ra là chưa có giao, có nghĩa là đáng lý ra là chị sợ nó bị kẹt lâu, chị mới nhờ bên quản lý, cho bên cái quản lý chất lượng của ngoài đó đó, là người ta liên hệ để người ta giao cho chị. Rồi xong bây giờ là chị nói chị không có nhận được, không có hẹn nữa, hỏi chị nhận được không, được thì ngày mai nó giao lại, còn không á là chế luôn. Chị phạm luôn. Chứ bây giờ giao mỗi lần kêu giao rồi chỉ hẹn vậy không á, rồi chị cũng bị la, mai mốt là chị không có nhờ được ở bên đó xử lý đơn hàng luôn á. Mặt bình thường nha chị Tống Nguyễn, mặt bình thường em là 48 49 kg đó chị, 85.000 một bộ. Chị Bùi Thắm ơi, gọi lên với em, bộ em đang mặc cái chị, bộ em đang mặc 55 kg trở lại mặc dừa, chốt giúp giùm em mã M2. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị ơi, lên giúp giùm em mã này nha. Mã M2, chốt giúp giùm em mã M2 đi các chị, mã M2. Rồi cái màu này là mã M3 nè. Cái này có một bộ hả bé? M3 em được có một bộ hả các chị? M3 em được có một bộ là 60 62 kg trở lại mặc dừa nè. Nghe nhỏ. Nghe nè. Nếu mà đi xuyên mộc được thì gửi, còn không mấy thì thôi chắc gửi về Kiên Giang giùm. Ừ, chắc tao gửi về Kiên Giang đi để lu bu cái mày về chợ ngược lại cho mày, nếu mất công nó không kịp á. Phải đơn Rồi hàng cái xử gì lý, mỗi lần đơn hàng xử lý lâu lắm. Ừ, rồi. chụp biên cái chuyển khoản rồi. Rồi. Rồi lên giúp em mã M3 đi cái chị. M3 em có một bộ, một không có tay dài chị ơi, nó là tay cánh dơi ha, nó là tay cánh dơi hoặc là pyjama tay con thôi. Bây giờ là người ta mặc cánh dơi không à cái chị, cánh dơi cái chị mặc bình thường đâu, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu cái chị đẹp nè. M3 em chốt cho chị Tống Nguyễn nè. M3 em có một bộ à, M4 em được hai bộ cái chị. M4 em được hai bộ. Size này 60 62 kg trở lại mặc dừa hồ, nó đẹp nè cái chị ơi, có 85.000 à. Em bán còn rẻ hơn cái giá sỉ em nhập cho cái chị mấy ngàn bộ luôn á. Rồi M4 em được hai bộ. M4 em được hai bộ nha, lên cái cổ đi, cái túi nè rất là đẹp luôn ha. M4 em được hai bộ. Chốt em mã M4. M4 được hai bộ rồi, M5 được hai bộ luôn. M5 em được hai bộ luôn, cái cổ rất là đẹp cái chị. Cổ sen viền. Cổ bâu lá sen viền rất đẹp luôn nè, mã M5. Cái này là 60 62 kg, là chị nào mà cao mấy 57 58 trở lên là 62 kg mặc được. Cái này nó ghi là size số 4 đó các chị. Rồi chốt giúp giùm em nha, rất là đẹp luôn. Mã M5, M5 em được hai bộ. Ồ đẹp chưa mấy chị? M4 2 bộ cho chị Mai Hồng. M4 hai bộ cho chị Mai Hồng. M4 hết chị Quyên Kim ơi, chị Quyên Kim lấy qua mã M5 đi, M5 rất đẹp luôn nè. M5 em cũng được hai bộ cho các chị đẹp nha. M5 được hai bộ luôn, 85.000. Cái chị đẹp nhà em ơi, hôm nay cái chị đẹp nhà em tranh thủ mua đi. Em hết là chị Trinh Hồ ơi, chị Trinh Hồ chọn qua mã M5 giúp em đi. M5 em còn được hai bộ, M5 cũng rất là đẹp nha. M5 cho chị Nguyên Kim. Chị Mai Hồng ơi, M5 em còn có một bộ à. Rồi M5 cho chị Mai Hồng một bộ. Có một bộ là chốt một bộ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã M6 cái chị. Trời ơi đẹp mấy chị ơi, M6 nè. Dạ chị Nguyễn Kim Hồng ơi, hiện tại bây giờ em đang ở trên live nên là em không có coi hết chị. Em không có coi cái tin nhắn của chị được ha, chưa có check được. M5 em hết rồi. Ôi ôi mấy chị ơi, nó đẹp. Nó đẹp các chị ơi. Bộ này 60 kg ha, 60 kg chị nào thấp người một tí xíu thì tầm khoảng 57 58 kg trở lại giúp em. Đây, dễ thương chưa mấy chị? Đây nè. Cái vải đẹp dữ lắm luôn nha. Dạ không nha chị Bùi Thị Hương ơi, em gửi ở Việt Nam không à chị, em không có gửi ở nước ngoài ha. Có cánh én buộc nữa nè, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã M6. M6 đẹp lắm cái chị, M6 nha. M6 cái chị đẹp, M6 cho chị Nguyên Kim một bộ. Em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ, cho chị Trinh Hồ một bộ. 60 kg nhớ là cao 1m57 trở lên giúp giùm em nha cái chị. M6 cái chị đẹp lắm. M6. Rồi, M6 em chốt cho chị Võ Vô Thường.
Dạ không chị Phương Trà Quỳnh ơi, mẫu này hình như là 65 kg, là chị có cái bộ lập thể, lập thể chị mặc được. Lập thể là form nó to ha, lập thể là chị mặc ok. Rồi chốt giúp giùm em chị đẹp nhà em ơi, mã này mã M6 đẹp lắm á chị, cái vải á, vải đẹp lắm. M6 cho chị Mai Hồng một bộ. Ủa chào chị bỏ vô thường gì ở đâu chị không thấy à? Má chị ẩn. Chị vô thường hả? Chị không thấy luôn á. Bị ẩn. Chị Mai Hồng một bộ luôn à. Của chị Mai Hồng một bộ, rồi em còn một bộ nữa cái chị, đẹp lắm á chị, cái màu nè. Ủa anh cái màu mà cái họa tiết nó cũng đẹp nữa. Vải thì bao mát luôn cái chị nha, 85 ngàn cái chị đẹp nhà em ơi. Chỉ có 85 ngàn thôi. Đây là qua tới cái bộ này giúp em nè, bộ này cũng rất là đẹp nè. Qua mã em mà mấy rồi bé? Này là em M8 hả? Em M7 85 ngàn một bộ thôi chị đẹp, 85 ngàn thôi. Rồi em M6 em còn được một bộ nha. Nó là vải mango, vải lụa, vải gì đó chị. Nói chung là vải rất là đẹp nha. Em cầm lên là cái chị biết cái vải nó đẹp hay là nó xấu rồi nè. Cái vải người ta có cái độ giãn nhẹ luôn nè. Các chị thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Rồi lên giúp em mẹ mã em M8 đó chị. M7 chứ lộn, bộ này là mã M7. Chị nào 60 kg thì cao 1m57-58 trở lên giúp em, còn chị nào hơi thấp tí xíu thì 57-58 kg trở lại nha. Rồi lên giúp giùm em mã này. Đẹp quá. Ôi ôi màu vàng với chị. Màu vàng, em không có tay dài chị Nguyễn Thanh. Mã M7 em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ. Đẹp lắm luôn á chị Nguyên Kim, cái cổ áo thôi là nhìn nó đã đẹp rồi. Hàng của hàng này là hàng của nè, mấy cái thương hiệu này cái chị mua hay mua là cái chị biết nè, nhưng mà vải nó rất là đẹp luôn ha. Vải sờ vô nó rất là mềm và nó rất là mướt. M7 em chốt cho chị Ngọc Yến một bộ nè. Cái này cái chị mua cho cái chị mặc, con gái mặc, cháu gái mặc, ai mặc cũng được hết. Nói chung là nhưng mà nó nhỏ nhỏ ký giỏ xuống giúp em ha, tầm khoảng 60. À cái này là cái cổ nó khác nha cái chị, cái này là cổ khác. Để em bung cái cổ này ra cho cái chị. Nó có hai kiểu ha, nó cùng họa tiết mà nó có hai kiểu. Đây cái này là cái cổ, nó là cái cổ vải mèo. Ồ, rất đẹp luôn nha. M7 giúp em. Mã M7. M7 giúp em. M7 chị Mai Hồng. M7 em chốt cho chị Mai Hồng. M7 em chốt cho chị Mai Hồng. Dạ mong trăm không vừa. Ừ, bộ mango thì mông vừa. Còn cái bộ này em sợ mông nó hơi ôm. Nói chung là cho chị nào 60 kg cao cao tí xíu nha. Còn không thì 57-58 kg trở lại giúp em thôi. Nè mấy bộ này là 60 kg nè. Cái này nó ghi tới size số 4. Trời cái vải nó đẹp á mấy chị. Mấy chị nói chung là cái chị cứ nhận cái bộ đồ về đi cái chị nha. Không phải là hàng mà vải nó cứ ngắt thô sơ gì đâu cái chị nha. Hàng này là hàng may xưởng đó đây. Cái này mông 100 chắc mặc được luôn á. Nhưng mà thôi 63 kg chắc con không chốt đâu. Trời cái mông hơn 100 luôn mấy chị ơi. Mông này là hơn 100 nha. Nhưng mà là em canh cho cái chị là 60 kg hoặc 62 kg cho cái chị mặc thoải mái nha. M7 cho chị vô thường kìa. Chị Mai Hồng ơi thông cảm giúp giùm em là đừng có lựa nha. Tại vì nó cùng cùng một cái họa tiết làm lên nhiều khi nó có nhiều màu á chị. Cái bầu của nó có thể là nó lên 2-3 màu á. Tại vì hàng này em đã sale rồi nên là cái chị đẹp nhà em thông cảm nha. Mét 53 là mặc ok chị vô thường, nhưng mà chị bao nhiêu ký? Bộ này là 60-62 kg nè, bộ này mông trên 100 mặc được nè. Mông 100 trở lại là ok nè. Nhưng mà em canh cho cái chị 60 kg thôi để cho cái chị mặc thoải mái, trừ khi mấy chị lựa thấp thấp người nữa. Trời cái vải nó đẹp nè mấy chị nha. M8 giúp em. M8 M8 nha. M8 giúp giùm em mấy chị đẹp nha, em ơi rất là đẹp. Thường là lâu lâu nó mới có lọt vô một vài bộ nó khác, chứ đa số là nó cùng một mẫu hết. M8 cho chị Trinh Hồ một bộ. Chị Trinh Hồ là bao nhiêu ký vậy chị Trinh Hồ ơi? Chốt size kỹ cho khách. Bao nhiêu ký vậy chị? Chốt chốt cho em cân nặng và chiều cao đi. Mấy chị lựa kỹ giúp em nha, lựa kỹ giúp em, còn chưa chắc ăn cái số ký của mình thì cho em cân nặng và chiều cao để em canh nha mấy chị. Để đừng có xả ra tội nghiệp, hàng em đang xả nha. Hàng này là em đang xả hàng, các chị đừng có chốt xong rồi xả rồi lựa lại giúp giùm em. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này.
85.000 là em bán giá dưới giá em nhập 2-3.000 một bộ đó, nên là cái chị đẹp nhà em chốt kỹ giùm em. M8 em chốt cho chị Hoa Nắng một bộ, cho chị Tống Nguyễn một Chị bộ. Hoa Nắng khách mới. Chị Hoa Nắng khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em luôn ạ. M8 cho chị Mai Hồng. M8 cho chị Vô Thường. M8 cho chị Nguyên Kim. Có rồi hả? M8 chị Nguyên Kim có rồi á chị, không có size lớn chị. Mấy hàng này nó không có size đại, đợt này em nhập về nó tầm khoảng 60 62 kg à. Có bộ này 65 kg trở lại, cái chị đẹp nhà em mặc vừa nè. 65 kg trở lại bộ lập thể nè. 85.000 luôn. Chị mặc vừa bộ này nè chị Trần Hiếu. Được nha chị Vô Thường ơi, được nha chị. Rồi, bộ này chị đẹp nào 65 kg, cao 1m56, 57 trở lên mặc vừa nè các chị. Đó, bộ này form nó bự vậy nè. Bộ lập thể ha. Lên giúp giùm em mã này là mã lập thể hồng. Lập thể hồng em có một bộ. Lập thể hồng em có một bộ. Ê, bung cái đó ra cho chị. Lập thể hồng em có một bộ cái chị đẹp nhà em. Không có size 80 kg chị, 50 kg là mặc mấy cái này là vừa hết nha chị Trần Lon. Rồi lên giúp giùm em là một bộ lập thể xanh, 85.000 luôn lập thể xanh. Bộ này 65 kg trở lại nè, cao 1m57 trở lên là cái chị mặc ok đó. Nãy chị nào hỏi em mà mong 100 nè. Lập thể hồng. Lập thể hồng cho chị Vân Trần. Rồi, lên giúp giùm em mã này là lập thể xanh. Các chị cứ chốt giúp em ha. Lập thể xanh em có một bộ. Giống không? Khác khác. Lập thể xanh em có một bộ luôn. Lập thể xanh em có một bộ luôn nha. Các chị đẹp 85.000 luôn. Rồi lập thể vàng. Lập thể vàng các chị đẹp nhà em ơi. Hả? Còn hả? Lập thể hồng em chốt cho chị Trần Hiếu được một bộ nè. Lập thể xanh là cho chị Mai Hồng. Rồi lập thể vàng giúp em đi cái chị. Lập thể vàng giúp em cái chị đẹp nhà em ơi, lập thể vàng. Ở dưới đây á, là cái ống quần em may lên cho cái chị là nó cũng tầm khoảng 5 phân 7 phân gì trên này luôn ha. Lập thể vàng. Lập thể vàng em chốt cho chị Lê Thị Đào. Em đọc tên là có đó nha chị. Lập thể vàng cái chị, lập thể vàng. Lập thể vàng em chốt cho chị Lê Thị Đào một bộ. Lập thể vàng em có 5 bộ nè. Em còn được 5 bộ, 6 bộ cho cái chị nè. 85.000 chị. Lập thể xanh em hết rồi, qua lập thể vàng giúp em đi cái chị. Rồi em chốt cho chị Trần Loan một bộ nè. 85.000, bữa nay em xả kho pyjama cho cái chị đẹp nhà em đó, đồ mặc nhà mua về mặc Tết đi cái chị đẹp. Lập thể vàng cho chị Đào Đáo Văn Mười một bộ nè. Bộ này 65 kg, cao 1m55 56 trở lên giúp giùm em nha. Là mặc dừa. Có bộ lập thể này là size nó to nè cái chị, size bự nè. Còn mấy cái kia nó tầm khoảng 60 năm mấy ký trở lại à. Lập thể vàng cho chị Trinh Hồ một bộ, cho chị Nguyên Kim một bộ. Rồi em còn một bộ lập thể vàng. Chị đẹp nào chốt giúp giùm em luôn, lập thể vàng em còn được một bộ. Lập thể cam cái chị đẹp nhà em ơi, lập thể cam. Lập thể vàng em còn được một bộ nha, lên giúp giùm em là lập thể cam. Cam xanh gì nó đi tùm lum với nhau luôn nè. Rồi chốt giúp giùm em nha. Cái vải nè, cái vải em kéo ra cái chị thấy nó có giống như gần như nó có một cái đầu giãn nhẹ vậy đó. Em đọc số ký đó chị Ngọc Như ơi, không có size lớn chị. Rồi. Các chị ơi, các chị khách mới chốt kỹ giúp em nha, cái chị đẹp nhà em. Chốt kỹ giúp em, cái hàng này là hàng em đang xả nha.
hàng em đang xả, nên là cái chị em thấy nãy giờ cái chị khách mới chốt rất là nhiều, cái chị cứ coi kỹ hàng đi rồi cái chị chốt, hoặc là cái chị còn phân vân cái vấn đề gì đó thì cái chị có thể là theo dõi trang của em rồi từ từ mình mua nha, chứ đừng có xả, đừng có bơm giùm em nha mấy chị. Cái này là em nói thiệt nha. Bữa giờ gần cận Tết mà em nói thật luôn hả, gửi hàng có một số chị bơm hàng mà em gọi điện tới mà gọi là trốn tránh luôn á mấy chị, gọi tới là hỏi tới tên, là một á là đi chợ, hai á là làm ABC gì đó không có nhà gì tùm lum trơn á, mà em nhắn tin không có trả lời đó. Rồi hết em à, còn bộ này. Nhiều khi không phải ai cũng vậy nhưng mà hả, ý là em sợ lắm, giống như em bị ám ảnh luôn á mấy chị. Còn bộ này bác, còn bộ nữa không? Đây còn bộ nữa nè, làm thẻ cam. Rồi làm thẻ cam em chốt tới chị Đáo Văn 10 nữa là em hết nha. Tại vì like cực dữ lắm mấy chị. Ngồi lên đây mà nói một ngày em nói có 8 tiếng đồng hồ á. Rồi chốt đơn nữa. Còn bộ đây nữa nè. Làm thẻ cam còn bộ nè. Ủa cái đó làm thẻ hồng hả? Rồi em còn mã này cái chị lên giúp giùm em mã M10 đi. Rồi cái bộ này nó đẹp nè cái chị. Mã M10 em có hai bộ. Mã M10 em có hai bộ cái chị. Nhớ giúp em là 65 kg thì cao 1m57 trở lên giúp em. Còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 62-63 kg ha. Rồi chốt giúp giùm em mã này. Lên giúp giùm em mã này nha cái chị. Bộ mấy bộ này là cái chị mặc nó vừa phơm chứ nó không có rộng thùng thình nha. M10 em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ. Rồi em còn một bộ mã M10. Thấy cái cục màu tím sau lưng của em qua cho chị đi bông. Ừ. M10 em chốt cho chị Nguyên Kim, nên là chị nào mà mình có nhu cầu mình mặc thì mình mua cái chị nha. Còn không cái chị còn đang Ơi, phân khách vân, mới. cái chị còn đang phân vân thì cái chị bỏ qua giùm em, theo dõi trang của em đi, chừng nào đủ tin tưởng mình mua. Chị Phương Lê khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em mới chốt đơn được chị, không có là em không có chốt được ha. Rồi mã M10 cho chị My Lương. Cao 1m63 nặng 68 kg. Dạ chị Ngọc Như ơi, chắc em nghĩ là không có vừa đâu chị. Không có vừa á, cơm về chị mặc nó bị kích nữa mất công ha. Em canh 65 kg trở lại cho nó chắc ăn. Màu tím cái chị đẹp nhà em ơi, rất đẹp luôn nè. Quần là có hai túi hai bên hết giúp giùm em luôn ha. Rồi bộ này. Bộ này chị nào cao 1m57 58 trở lên 65 kg cái chị mặc cũng vừa nè, còn không thì 62 63 kg trở lại giúp em luôn, lên giúp em mã tím đó chị. Lên giúp giùm em mã tím. Nè em bung cái quần ra là cái chị thấy nó to nè, thấy không? Quần là của mình là có hai túi hai bên và có dàn đáy giúp em. Rồi chốt giúp giùm em mã tím đó chị, rất là dễ thương luôn. Lên giúp em mã tím. Tím cho chị Nguyên Kim một bộ. Rồi cho chị Lê Thị Đào. Tím, tím em còn được 4 bộ nữa. Lên giúp em mã tím đó chị. Mã tím 85.000 thôi cái chị. Không có mua ở đâu được giá này luôn á. Hàng này là hàng em may xưởng nha. Hàng may xưởng chứ không phải là hàng hàng may xưởng đường kim mũi chỉ, là cái chị yên tâm, rất đẹp. M10 em hết chị Lê Thị Đào nha. Mã tím cho chị Vô Thường một bộ. Rồi chốt giúp giùm em mã tím với chị, tím cho chị Trần Loan một bộ, em không có tay dài. Tím cho chị My Lương một bộ. Rồi em còn một bộ tím nữa cái chị, em còn một bộ tím nữa. Nè, cái chị cứ nhìn kỹ ha, cái chị nhìn kỹ phơm. Tím cho chị Trần Hiếu nữa là em hết mã tím rồi. Tím cho chị Kim Loan. Của chị gì hồi nãy có chốt không nè, xin hoài không cho nè, xả ra đi em. Của chị Phương Lê nè, của chị Phương Lê là em không có chốt đơn cho chị Phương Lê nha. Chị Phương Lê ơi, em chốt qua cho khách của em nha, em xin số điện thoại với xin chiều cao cân nặng hoài của chị không có cho. Bông đưa cái bộ ngay ngay chỗ em ngồi. Ừ à, cái bộ trên nó cũng được nữa nè. Ừ, tím hết rồi chị Mai Hồng. Tím còn không em, tím còn không? Tím em hết chị Mai Hồng ơi, tím em hết rồi. Lên giúp giùm em mã này là mã xanh ngọc đi cái chị. Trời ơi cái vải. Cái vải đẹp lắm mấy chị.
Vải cái chị sờ vô nó rất là mềm nha. Chứ nó không phải là nó đơ đơ mà nó bị khô cái tay của mình nha chị. Nó có cái loại vải là khô vô khô cái tay của mình lắm. Rồi bộ này 65 luôn á chị, 65 kg trở lại mặt dừa luôn. Bộ này mặt dừa đúng không Thủy? 65 kg trở lại mặt dừa giúp em cái chị đẹp nhà em. Để chị coi. Cái này về giặt giùm đi. Đơn của chị nào á, em nói là về dính dính cái nước hay cái gì á, chị giặt giùm cái. Lên giúp giùm em là mã xanh ngọc đi cái chị, xanh ngọc cho chị Nguyên Kim một bộ nè, rất đẹp luôn cái chị. Xanh ngọc hai bộ cho chị Mai Hồng. Rồi, hai bộ cho chị Mai Hồng. Xanh ngọc hai bộ cho chị Mai Hồng, đẹp lắm chị Mai Hồng ơi, cái vải nè. Em kéo ra cái chị thấy nó có cái độ giãn không? Nè, thấy không? Nó rất là mềm, là cái chị biết vải nó mềm rồi đó. Xanh ngọc em còn được một bộ cái chị. Xanh ngọc em còn được một bộ cho chị Hạnh Thị My Võ. Rồi, tiếp đó. Ừ. Này em có nhiều nè, nhưng mà này hình như size nhỏ mấy chị, size này 55 kg trở lại, cái này size 3. À cái này nó có size 3 rồi size 4 luôn. Cái này nó có size nè, hàng này có size cái chị. Thử bộ này giùm chị á bé Như. Để bé Như thử giùm chị. Bộ này em có size nè các chị, bộ này em có size 2, size 3 và size 4 luôn. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp ha, mã đẹp. Vừa không? Chị canh 55 kg nha, vừa đúng không? Dạ hả? Đúng rồi, em cảm ơn chị Nguyên Kim, đúng rồi, mấy bộ này là hôm bữa chị Nguyên Kim lấy đủ hết luôn rồi đó. Hôm bữa hàng mới về là em lấy đủ cho chị cho, mà hôm rồi mua giá cao hơn luôn, giá tới trăm mấy lận hay gì á. Rồi cái chị bộ này là em có size nha, cái chị lên giúp em ăn mã đẹp. Mã đẹp là em có size 2 là 55 kg trở xuống, size 3 là 60 kg và size 4 là 65 kg. Cái chị đẹp nhẹ mặc dừa em có 3 size, hàng này còn hàng có size. Lên giúp giùm em là mã đẹp nha, mã đẹp là 55 kg là size 2, size số 3 là 60 kg và size số 4 là 65 kg. Size số 4 em có một bộ một à, rất là đẹp luôn. Mã đẹp size 2 hai bộ cho chị Mai Hồng. Ok chị Mai Hồng. Ok cái đó bộ đó là size 2 đúng không? Em khỏi bung ra. Mã đẹp cái chị, để em dơ cái họa tiết lên cho chị coi, dễ thương lắm. Bộ này mà cái chị mua cho con gái hay nhà kia rồi cháu gái vậy nè, hoặc cái chị nào mà tin trẻ trung tí xíu đó, cái chị mặc là dễ thương lắm. Nhìn nó rất là vui và nó rất là đẹp. Mã đẹp size 55 kg cho chị Phạm Hương một bộ size 2. Vừa luôn hả? Đây, cái chị đẹp nhà em ơi, rất đẹp nha, đẹp size 3. Em chốt cho chị Thiết Nam đẹp size 4 cho chị My Lương là em hết nè. Đẹp 56 kg, 1m57, size 3 cho chị Huệ Kim nè. 3 cho chị Huệ Kim, 4 có 1 bộ cho chị My Lương là hết rồi đó. Rồi, mã đẹp em còn được size 2 với size 3, cái chị đẹp không có size 5. Đẹp em còn được size 2 với size 3 cho cái chị đẹp nhà em nha. Size 2 với size 3. Đây, kiểu nó là kiểu pyjama truyền thống của mình nè. Hết 4 rồi cái chị, không có 5 nha chị Chi Kim. Hết 4 rồi. Đó, cổ của nó là cổ cổ truyền thống của mình nè, rất đẹp luôn. Rồi mã đẹp em còn được size 2 với size 3, cái chị đẹp chốt giúp em. Mã đẹp. Đẹp em còn được 2 với 3 cái chị. Chị Huệ Kim chốt rồi size 3 đó. Rồi mã đẹp em còn được size 2 với size 3, ghi vô mã đẹp nè đó. Đẹp 2 với đẹp 3 ha, đẹp 2 với đẹp 3. Còn mấy cái bộ cổ hay còn mấy bộ hai túi như chị không? Đưa đưa qua cho chị bông. Ở phía sau kìa. $85.000 một bộ chị, đẹp 3 em chốt cho chị Kim Loan một bộ. Dạ em cảm ơn chị Trần Yến Nhi rất là nhiều. 6 kg 1m57 size 3 em chốt cho chị Phù Dung Nguyễn nè. Em chào chị Hiền Hiền. Mã đẹp size số 3 cho chị Lưu Cường nè. Mã đẹp 59 kg cao 1m53 là em hết rồi chị Vô Thường. Chị mặc size số 4 cho chắc ăn, size 3 em sợ chị mặc nó hơi ôm. Dạ em cảm ơn chị Cẩm Ly Trần rất là nhiều. Rồi bộ này lên giúp giùm em mã này là mã xanh biển các chị, xanh biển. Xanh biển.
Hàng rất là xịn luôn nha các chị. Em bán cái gì có 85 nghìn thôi. Rồi bộ này 65kg trở lại, mặt dừa cao 1m57 trở lên là chị nào hơi thấp người. Hơi thấp người, ví dụ dưới 1m55 thì tầm khoảng 62-63kg trở lại thôi. Rồi lên giúp dùm em mã này là mã xanh biển các chị, rất là dễ thương ha. Cái này là con trâu vàng. Chốt giúp dùm em mã này là mã xanh biển các chị, xanh biển. Chốt em mã xanh biển nha, 65kg trở lại mặt dừa. Đẹp lắm. Họa tiết rất là dễ thương nha các chị đẹp nhà em. Đây, cái chị này các chị mua chừng tầm khoảng chừng chục bộ ở nhà, các chị để dành các chị mặc các chị. À, rất là đẹp luôn. Lên giúp dùm em mã xanh biển nha, lên giúp dùm em mã xanh biển. Xanh biển là em có như đây. Nè. Hàng là cái chị thường là hàng mà để vô bục bọc đục như thế này á là hàng nó sẽ rất là đẹp nha các chị. Là hàng xịn đó. Nó sẽ mắc hơn cái hàng ấy một tí xíu. Rồi xanh biển em chốt cho chị Quyên Kim một bộ, chị Kim Loan một bộ. Mấy cái bộ này nó được size bự nè các chị. Còn mấy cái bộ mà cổ pyjama kia thì nó tầm khoảng 55-56kg trở lại à. Chốt em mã xanh biển các chị đẹp nhà em nha. Xanh biển, xanh biển. Chốt em mã xanh biển nè bé. Bỏ cái này qua bên. Rồi em còn một bộ cam. Bộ cam này còn có bộ hả bé? Cam này còn bộ duy nhất đúng không? Lên em mã này mã M4 thì các chị em còn một bộ duy nhất. Mèo Kitty. Còn một bộ duy nhất. Bộ này 60kg trở lại mặt dừa. Bộ này 60-62kg trở lại thôi. Rồi xanh biển. Xanh biển em chốt cho chị Dương Kim Tấn một bộ nè. Chị Nguyên Phát một bộ nè. Chị Nguyên Phát khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị. Hàng này là em đang xả nha các chị ơi. Hàng này là em đang xả kho nha. Em đang xả giá này là em bán dưới giá sỉ cho cái chị đẹp nhà em luôn đó. Nên là cái chị đẹp chốt kỹ giúp em. Xanh biển em chốt cho chị Phương Nga, xanh biển em chốt cho chị Phù Dung Nguyễn. Rồi còn thôi bé, mã M4 cho chị Nguyên Kim nè. M4 là bộ màu cam đó cho chị Nguyên Kim đó thầy. Còn một bộ xanh biển em chốt cho chị Anh Châu nữa là em hết. Em bấm yêu chưa? Rồi, chị nào khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em cái chị ơi. Sao vậy, đơn của chị Anh Châu bị gì vậy? Chị thấy nó không chốt đơn cho khách nữa nè. Rồi đơn bị gì vậy? Phải tìm lý do vô chứ. Chị Anh Châu ơi, chị Anh Châu mua hàng ở bên em là có vấn đề gì không chị? Em thấy là nốt lên là không có chốt cho chị nữa nè. Là đơn của chị bị gì vậy chị? Mét 7 là mặt bị ngắn đó nha chị ơi. Nên là chị chọn kỹ giúp em nha. Mặt nó sẽ hơi ngắn tí xíu đó. Hơi ngắn hơn so với mấy chị bình thường tí xíu. Được đó thì em chốt cho mình ha. Mấy cái hàng này nếu như mà cái chị đẹp nhà em còn đang phân vân, còn chưa tin em, hoặc là hàng bán giá này không biết là hàng nó đẹp hay nó xấu, thì cái chị có thể là mua thử một hoặc là hai bộ giúp giùm em thôi nha. Hoặc là cái chị có thể là theo dõi trang của em đi, cái chị khi nào mà mình tin tưởng thì mình mua giúp em nha. Rồi em nghe nè chị. Bộ cam đó em hết rồi chị. Bộ cam đó có một bộ em hết rồi. Còn bộ cam em đang mặc thì còn. Một mét bảy bạn nhà em mặc là nó trên mắt cá tí xíu đó nha chị. Trên mắt cá tí xíu đó. Chị Nguyễn Phát lên số điện thoại giúp giùm em đi chị. Không có số điện thoại là em không có chốt đơn chị. Lên số điện thoại đi rồi chị lựa tiếp nha. Chị Anh Châu ơi, nếu như mà lộn đồ á, nếu như mà lộn đồ thì hoặc là lộn giá á, thì mấy bạn nhà em á là sẽ một là trừ tiền lại cho chị, chứ mấy bạn không bao giờ mấy bạn nốt lên là không chốt đơn hàng cho chị nữa đâu nha. Em không có là cái kiểu mà lên giá này mà bán giá khác cho mấy chị nha mấy chị, không bao giờ có nha. Ví dụ như á, là bởi vì tại sao á, mà em hay nhắc các chị á
là hàng em sale nhiều giá, thì cái chị chịu khó cái chị lên thẳng giá giúp giùm em luôn. cái bộ mà mua cái bồ tơ hoa đó, cái giá bồ tơ hoa 65 đó, sale 65 gì đó, mà cái bộ đó mình sale 80 đó nhá, là chị kêu xả đơn hết luôn đó. Rồi vậy thôi em không chốt nữa nha chị. Em nhắn là bên đó là xả đơn đi, là gọi cái tắt ngang đó. Rồi vậy thôi nha chị. Chị anh Châu ơi, chắc em với chị không có duyên buôn bán với nhau rồi đó chị. Em đâu có tính tầm bậy tầm bạ cho mấy chị đâu, mấy chị hàng á, ví dụ như một mẫu đó em like cho mấy chị á là nó đều là chung một giá hết. Bấm đi em, bấm đi, chị đang coi tên của mấy chị nè. Tại buôn bán cái một món nó không có bao nhiêu hết trơn á chị, mà nó lu bu mất công lắm, công ít lòng. Rồi tiếp nha các bạn. Có nghĩa là cái đơn đồ đó là mấy bạn nhà em tính cho chị, nhưng mà đồ chị chốt không được hay là lý do ABC gì đó, xong á là mấy bạn nhà em á là chốt đơn cho chị xong trơn rồi, xong rồi là gọi qua gọi lại gì, xong chị nhắn tin lại là chị xả đơn hết. Nói chung là chị cũng bực dọc cái gì đó nha, nhưng mà thôi mà có mười mấy 20.000 nó lu bu lắm mấy chị. Rồi tiếp giúp giùm em nha mấy chị đẹp nhà em, lên giúp giùm em mã này là mã, lên giúp em mã này là mã M12 đi các chị. Em có 3 bộ nè, M12 em có 3 bộ nha, em có 3 bộ 65 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã M12, chốt em mã M12 65 kg trở lại mặt dừa các chị đẹp nha em ơi. M12 chốt giúp em nha, mã M12. Ở bên em gọi điện được em mới đi đơn nha chị Nguyễn Phát. Chị Trần Trúc ơi, mấy bộ này em sợ chị mặc nó không có vừa chị. Em sợ mặc không vừa nha. Nên là cái này em canh với chị tầm khoảng 65 kg, cao 1m57 trở lên. Còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 63 kg, 62 kg trở lại. Lên giúp em mã này, mã M12. M12 em được 3 bộ, màu xanh biển đậm á, cái chị xanh da trời á, rất đẹp luôn nè, xanh trời, xanh biển vậy nè. Em có 3 bộ. Em có 3 bộ ha, rồi màu xanh đen các chị, màu xanh đen. 85.000 một bộ các chị đẹp nhà em nha. Bữa nay em xả cái lô này nha các chị đẹp nhà em. Màu xanh đen em được 4 bộ, đẹp quá mấy chị. Size 35 kg thì mặc cái bộ khác nha chị ơi. Mã M12 em chốt cho chị Quê Nguyên Kim một bộ. Bộ nó đẹp đó hả? M12 em chốt cho chị Nguyên Kim xanh đen, cho chị Nguyên Kim một bộ luôn. Bộ xanh đen này 65 kg luôn nha các chị. Rồi nó đẹp mấy chị ơi. Dễ thương quá. Xanh đen, lên giúp giùm em mã xanh đen nha. Xanh đen 85.000 một bộ cái chị đẹp nhà em, chỉ có 85.000 thôi. Chị nào cao thì 65 kg, còn chị nào hơi thấp người 1m56, 1m55 hoặc mông hơi to tí xíu thì tầm khoảng 62 63 kg trở lại. Chốt em mã xanh đen nha các chị đẹp, xanh đen. Đó, em có nhiều màu như thế này cho chị chọn nè. Cái vải của nó này các chị. Dạ mấy bộ này chị mặc không vừa nha chị Trần Trúc. 52 kg mặc bình thường nha chị Trinh. 52 kg là chị mặc như em mặc vậy nè. Chị mặc còn vừa hơn em đó, em có bốn mấy ký à. Đồ pyjama mà các chị, đồ pyjama, đồ mình mặc là nó như thế này nè. Hàng của nó là như thế này đây nha. Xanh đen, chốt em mã xanh đen nha các chị đẹp nhà em. Em là 40 mấy ký đó, 1m58, 48, 49 kg nè. Cái chị mặc cái này còn vừa hơn em nữa. Chung là em canh giá chị là 65 kg, là chị nào cao 1m57, 58 trở lên. Còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 60, 62 kg trở lại. Một bộ xanh đen cho chị Nguyên Phát, mã M12 còn hô bác cho chị Nguyễn Thúy một bộ. Chị Chi Kim ơi, chị Chi Kim mặc vừa không chị đẹp? Chị Chi Kim hồi nãy là cân nặng chiều cao bao nhiêu? Cho em cân nặng chiều cao đi chị đẹp. Cho em cân nặng chiều cao nha. Màu này màu hồng không màu tím nha mấy bạn.
Tím cà hả? Tím bằng lăng. Lên giúp giùm em tím bằng lăng, xanh đen cho chị Hoa Nắng. Chị Hoa Nắng nãy giờ chưa có cân nặng, chưa có chiều cao, chưa có số điện thoại luôn. Nên là em bỏ qua chị, chờ chị Hoa Nắng ha, em chốt cho chị Trinh Trần. Chưa có cân nặng, chưa có chiều cao, chưa có số điện thoại luôn chị đẹp. Rồi lên giúp giùm em màu này là tím bằng lăng, cái chị 65kg trở lại mặt dừa nè, rất là đẹp luôn nha. Lên cân nặng và lên chiều cao giúp em luôn cái chị đẹp nhà em ơi, để về mặt không vừa, công lắm hàng sale rồi em không có sai, để em đổi cho mấy chị á. Rồi lên giúp giùm em chọn tím bằng lăng cái chị, tím bằng lăng giúp em ha, mã M8 với mã xanh đen còn không, xanh đen còn không em? Rồi xanh đen cho chị Hoa Nắng nè, mã M8 hồi nãy chốt cho chị Hoa Nắng chưa? Coi M8 còn không, chốt cho chị một bộ. Các chị nhớ cách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em luôn các chị ơi. Lên giúp giùm em là tím bằng lăng đi các chị. Bộ này rất đẹp luôn nè. Màu này đẹp dữ lắm. Tím bằng lăng cho chị Nguyên Kim một bộ, chị Ngọc Yến một bộ. Các chị lên giúp giùm em là tím bằng lăng, các chị đẹp nhà em viết tắt cũng được nhưng mà phải lên đúng mã giùm em nha. Đẹp, cái màu này đẹp lắm các chị, tím bằng lăng lên đúng mã giúp em, lên đúng mã giúp em nha. Tại vì mấy bạn nhà em khi chốt đơn mấy bạn còn đọc lại cho các chị nữa nên là chịu khó lên đúng mã đồ, đúng cái từ khóa em đọc giúp em. Tím bằng lăng các chị đẹp. Tím bằng lăng cho chị Hạnh Thi Mi Võ một bộ nè. Dạ 70kg em không có chị Mai Hồ. Tím bằng lăng em chốt cho chị Huệ Kim một bộ nè. Xanh đen không có, xanh đen em hết rồi chị Kim Ngọc Quỳnh. Xanh đen hết rồi đúng không bé? Xanh đen em hết nha chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này là tím bằng lăng đi cái chị đẹp đẹp quá. Cái quần của nó nè cái chị. Quần em Mai nè. Tím bằng lăng không có size nha chị Lưu Cương ơi, nó hàng nó là hàng resize nha chị. Em chốt cho chị một bộ nha, tím bằng lăng cho chị Phương Nghe một bộ nè. Còn không bé, còn tím bằng lăng không? Cái kiểu chị đang mặc còn bộ nào không? Còn mẫu nào không? Còn màu nào nữa không chứ lộn. Ôi cái màu này đẹp nè mấy chị ơi, màu đỏ. Màu đỏ đô. Tím bằng lăng cho chị Thấm Thấm Nguyễn một bộ nè. Cho chị Giấy Hoa một bộ nè. Xanh đen, chị Hoa Nắng được một bộ xanh đen thôi chị, mã M8 em hết rồi. 45 đến 48kg là mặc giống như em mặc vậy nè chị, còn không thì chị chờ cái form khác giúp em nha chị Ngân Nguyễn Thị. 85.000 một bộ, cái chị đẹp, em đang sale 85.000. Vải của nó là, nó có vải mango cũng có, mà nó có vải giống như là lụa 120D gì đó cái chị. Nó nhiều loại vải lắm nhưng mà vải là em bao đẹp cho cái chị. Mình mặc lên nó rất là mềm nha, nó rất là mềm luôn chứ nó không phải là các chị sờ vô mà cái vải nó thô mà nó cứng mà nó dạng mình cảm thấy nó bị khô cái vải á, là không có nha. Rồi đỏ đô em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ. Cái này em có nhiều cái bâu nha cái chị nên là em không có lựa cho cái chị nha. Ví dụ như bâu màu hồng, bâu màu vàng nè, rồi bâu của nó màu nâu, màu gì nữa nè. Nha, em lấy cho cái chị trúng bộ nào thì cái chị đẹp nha, em chốt bộ đó giúp em, đừng có lựa cái bâu áo nha. Đỏ đô cho chị Nguyên Kim một bộ. 85.000 em sale cho cái chị 85.000 thôi, hàng này em bán tới 100 mấy đó. Tại vì em xỉ vô là nó đã 90.000, gần 90.000 rồi, nó 87-88.000 gì rồi. Em bán cho cái chị 85.000 thôi, bán lỗ luôn nha, tại vì gần Tết rồi các chị. Gần Tết rồi. Cái chị mua về cái chị để dành cái chị mặc Tết. Em chốt cho chị Lê Thị Đào. Rồi em còn hai, em còn hai bộ đỏ đô, ba bộ đỏ đô ha. Em chốt cho chị Huệ Kim, cho chị Huệ Kim bộ màu hồng này đi. Rồi em còn hai cái bao vàng cho cái chị đẹp nè. Em chốt cho chị Mai Hồng một bộ. Đẹp lắm, cái bâu này nó không có ảnh hưởng gì đâu các chị. Tại vì bâu mà càng nổ lên thì nó càng đẹp thôi chứ không gì hết á. Đồ mình mặc ở nhà mà, mặc cho nó tươi tươi lên, trẻ trung lên tí xíu. Rồi chị Thấm Thấm Nguyễn một bộ đỏ đô nữa là em hết đỏ đô. Ừ, cái này là xanh đen khác hả? Em có 3 bộ bi nè các chị, em có 3 bộ bi ha. Em có 3 bộ bi, bi xanh giúp em, bi xanh. Ừ, mà xanh dương mấy chị ơi, nó đẹp mấy chị. Bỏ vô cái bọc đục đục không thấy. Bỏ vô cái bọc đục đục không thấy. Rồi 65kg trở lại giúp em luôn ha.
chị nào thấp người thì tầm khoảng 62, 63 ký trở lại. Nó đủ lỗi cho các chị. Cái này người bán người ta nói với em là mango. Nhưng mà em nghĩ cái này thì nó sẽ là lụa, lụa mà lụa 120D, 150D gì đó. Mà lụa là mà loại 1 á. Nha. Rất là đẹp, nói chung là vải rất là mềm chị. Em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ. Đây là chị Nguyên Kim, hôm bữa em mới về là chị Nguyên Kim mua tới 100 mấy đúng không chị Nguyên Kim? Bộ này hôm trước mình bán là 100 mấy. 100 mấy đó là chị Nguyên Kim đã lấy mấy chục bộ rồi đó, bữa nay chị mua thêm nè các chị, rất đẹp nha, nên là yên tâm. Vải thì các chị yên tâm. Bi xanh em chốt cho chị Mi Hồng một bộ. Em chốt cho chị Dương Kim Tân một bộ. Rồi là em hết đó chị. Em nghe nè chị. Rồi ok, cho chị Nguyễn Trợ một bộ tím. Hai bộ tím bằng lăng hay là một chị? Đỏ đô em hết rồi. À đỏ đô em lấy cho chị đỏ đô mà cái bi khác, cái họa tiết khác được không? Rồi, cho chị Nguyễn Trợ bộ này luôn đi, để thôi chị chốt không kịp hết á. Rồi, ok ha. Dạ, rồi, ok, dạ dạ. Ừ. Cho chị Nguyễn Trợ. Em hết bi xanh rồi, cái chị đẹp nhà em. Ủa bi xanh nãy chị bấm bill ai với ai rồi? Bé. Cái bộ bi xanh nãy chị bấm ai với ai rồi? Chị Nguyên Kim một bộ. Rồi. Em hết bi xanh nha các chị. Em chốt cho bi xanh là em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ nè. Chị Mai Hồng một bộ nè. Chị Dương Kim Tân một bộ là em hết. Hết bi xanh. Chị Nguyên Kim chị chưa bấm hả? À chị Nguyên Kim hôm bữa là mua 115 nè. Em bán mà em không có nhớ giá. Bữa nay em sale cho cái chị còn có 85.000 đó. Cái chị đẹp nhà em tranh thủ mua đi, chị em xả đó. Bộ em đang mặc là 85.000. Cái chị đẹp nhà em. Alo giờ Diệu nghe ạ. À chị nói em nghe, qua chị nhận đồ của chị 8 bộ đồ rồi. Chị bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ á là có gì chị nhắn tin khoảng chút xíu, em nói mấy bạn gọi lại cho chị. Tại em đang live stream nha. Dạ dạ dạ. Chị gửi ra ha. À, chị đọc luôn cho. 0704 528 769. Rồi tiếp nha cái chị đẹp nhà em, tiếp nha. Bộ của em đang mặc là màu tím bằng lăng đó, em còn được 2 bộ nè, 3 bộ, chị đẹp nào chốt đi, rất đẹp luôn. 85.000 à, cái chị đẹp nhà em, vải em không biết là kêu nó chính xác là cái vải gì, nhưng mà vải là cái chị mặc mát và nó đẹp. Và nó có cái độ co giãn nhẹ cho cái chị nó nè. Đó, vải cầm rất là mềm. À, em không biết kêu chính xác là cái vải gì cái chị nha. Size 65 kg, cao 1m57 trở lên chị, còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 62 kg trở lại ha. Rồi, lên giúp giùm em màu này đi các chị. Chốt lại giúp giùm em màu này là màu đỏ đậm ha. Đỏ đậm em được 3 bộ nè. Đỏ đậm em được 3 bộ, rất đẹp luôn. Đỏ đậm em được 3 bộ nha. 85.000 thôi các chị đẹp nhà em, rất là đẹp luôn. Dạ không như chị Chi Kim ơi. Lên giúp giùm em màu đỏ đậm, dễ thương chưa mấy chị? Rất đẹp luôn á. Đỏ đậm em được 3 bộ ha. Một bộ tím bằng lăng em chốt cho chị Bảo Bảo. Chị Bảo Bảo ơi, chị 50 kg là chị mặc cỡ cỡ em vậy đó nha. Em 48 kg, 1m58 đó chị. Đỏ đậm cho chị Nguyên Kim một bộ. Đỏ đậm em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ. Đỏ đậm đi cái chị đỏ. Đỏ đậm chị Chinh Trần một bộ. Cho chị Mai Hồng một bộ là em hết. Còn có 1 bộ hả chị Mai Hồng? Rồi lên giúp giùm em màu hồng các chị, màu hồng. Đỏ đậm em chốt tới chị Mai Hồng một bộ là em hết. Đỏ đậm em hết nha các chị, đỏ đậm em hết. Rồi lên giúp em màu hồng đi các chị, màu hồng em được 4 bộ nè. Ừ, đẹp nè mấy chị ơi, màu hồng. Đúng rồi chị Mai Lê, bữa chị Mai Lê có cọc cạc rồi đó. Dạ.
Đó thì chút xíu chị nạp, chị gửi lại cho. Chút xíu chị xuống live chị nạp lại cho. Rồi chốt em màu hồng đi, cái chị 65kg luôn nè. 65kg nha, rất là đẹp luôn. Hồng em chốt cho chị su su cà rốt một bộ. Ừ, kiểm tra bill đi. Nhưng mà chị nhớ chị Mai Lê là hôm bữa là chị cọc kẹt rồi á. Hôm bữa chị kêu gửi thử rồi đi được không, đó là cuối cùng đi được. Dạ chắc chưa trừ á. Mấy bạn tính, mấy bạn có trừ không? Ừ. Kiểm tra bill đi, chưa trừ thì để chị nạp kẹt chị trả lại cho chị. Hồng em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ, chị Mai Hồng, chị Mai Hồng hai bộ. Bé, rồi là hết. Rồi chị Mai Hồng hai bộ hồng, chị Nguyên Kim một bộ với lại chị Su Su cà rốt một bộ là em hết, hết mã hồng. Đỏ đậm em hết rồi chị Phù Dung Nguyễn, đỏ đậm em hết trơn rồi chị đẹp. Hồng em hết luôn rồi. Bộ màu da này em còn được hai bộ nè, cái chị đẹp chốt giúp em mà mã M1 ha, mã M1 là bộ màu da. Màu da cũng 65kg nè. Nãy em canh cho cái chị 60kg là cái chị mặc còn thoải mái đó. Bộ này 65kg chị mặc được luôn nha. Bạn mẫu nhà em là bạn mẫu nhà em thử rồi là ok nha. Rồi chốt giúp giùm em. Lên giúp giùm em là màu da, cái chị màu da em còn được hai bộ là mã M1. 48kg là mặc giống như em mặc vậy đó nha chị Ngân Hà Nguyễn Thị. Chị Thi Hồng áo màu đen, áo bà ba màu đen, size 5 hai áo cho chị Thi Hồng. Còn nha chị ơi. Đây cái màu da rất đẹp nè các chị. Chị nào mà 47 48kg là mặc giống như em mặc vậy đó nha, màu da cho chị Su Su cà rốt một bộ. Đồ pyjama với lại đồ này là cái chị mặc nó thoải mái vậy nè, nó đâu có sao đâu các chị nè. Mặc rộng thì nó thoải mái thôi ha. 65kg cao 1m57, 58 trở lên. Còn chị nào hơi thấp người một tí xíu thì cái chị là tầm khoảng 62, 60kg. Màu da em còn được một bộ cái chị. Mã M1 màu da em chốt cho chị Huệ Kim. Rồi em hết màu da. Màu da này đẹp quá. Màu da còn được bộ nữa đúng không? Bộ đó đó em. Bộ đó giống đó. Ừ. Rồi màu da cho chị Mai Hồng. Ok chị Mai Hồng một bộ. Màu da em chốt cho chị Mai Hồng. Rồi đưa hết cái, mấy cái cọc đó qua cho chị. Bộ nào còn hai túi đưa đây cho chị. Mấy chị vô sau, mấy chị chưa có chốt được nè. Màu cà rốt. Màu này cái chị lên giúp giùm em là màu cam. Cái chị đẹp nhà em ơi, màu cam sữa á. Cái chị cam cam sữa ha. Cam nhạt á. Cam nhạt bộ này cũng 65kg nè. Mấy cái bộ này là em lấy giờ size 4 cho cái chị không à. Size 4 là 65kg. Nè em 1m58 là em mặc cái quần nó vừa luôn đó mấy chị. Em 1m58 là em mặc cái chiều dài quần nó cỡ này nè. Mấy chị coi giúp em ha. Em đứng lên cho chị dễ nhìn. Đó quần là kéo qua khỏi gúng tí xíu là cái chiều dài nó. Đồ ở nhà là cái chị mặc cỡ này là vừa rồi nha. Cỡ này hoặc nó ngắn hơn tí xíu là cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Nghe em đọc tên là có đó chị Ngân Hà Nguyễn Thị. Giờ chị hỏi em cũng không nhớ luôn đó. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu màu cam nha các chị. Màu cam sữa. Màu này các chị mặc trắng da lắm luôn nè. Màu cam sữa em còn được 3 bộ. Lên giúp giùm em màu cam sữa nha. Màu cam. Cam hoặc là cam sữa giúp em cũng được. Đây màu này mặc lên rất là trắng nè. Màu này dễ mặc nè các chị. Các chị nước da ngâm các chị mặc cũng ok luôn. Lên giúp giùm em là màu cam sữa nha. Cam nhạt thôi chứ nó không có thể là cam đậm. Lên giúp giùm em là cam sữa. Cam cho chị Nguyễn Thúy một bộ. Rồi bộ này em còn được một bộ cái chị. Cam sữa em chốt cho chị Bảo Bảo một bộ. Chị Su Su cà rốt một bộ là em hết. Chị Nhâm Nguyễn nãy giờ chốt sao không mà chị Nhâm Nguyễn. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã này. Lên giúp giùm em là mã M4 thì nó còn có một bộ một hả. Mã M4 em còn được có một bộ một thôi các chị. Dạ. Em còn được một bộ 85.000 một bộ các chị. Đồ pyjama các chị mặc như thế này là nó đã ok rồi đó các chị nha. Nó đã ok rồi. Cổ em may không quá rộng cho các chị. Còn cái loại mà hôm trước em bán cho các chị 145.000 đó, ủa quên 130.000 một bộ đó là cái cổ nó sâu hơn.
cái chị khum xuống nhiều khi á là nó bị hở nha. Còn cái cổ này em may cho cái chị rất là vừa luôn, rất là vừa mặt. Mã M4 em chốt cho chị Nguyễn Thúy, sợ rộng thì chọn mẫu khác giúp em đi chị nha. Chứ mấy bộ này thì rất là đẹp rồi. Đồ này mình đừng có mặc ôm quá nó khó đứng lên ngồi xuống lắm. Rồi xanh biển em còn được hai bộ cho cái chị đẹp nhà em luôn. M4 em hết rồi, giờ qua tới xanh biển giúp em luôn ha. Xanh biển còn chị muốn size nhỏ hơn tí xíu, vừa hơn tí xíu thì chờ tí xíu em lên, em có cái size tầm khoảng 50 mấy ký trở xuống cho cái chị nè. Chờ em tí xíu lên giúp em ở xanh biển 85.000 cái chị đẹp nha em. Đây mấy bộ này cái chị không chốt là uổng lắm luôn á, thiệt rất đẹp nha. Lên giúp em mã xanh biển em còn được hai bộ nè. Em 1m58, em 48 ký đó. Xanh biển cho chị Nguyễn Thúy một bộ. Rồi em còn một bộ xanh biển nữa các chị. Em còn một bộ xanh biển cho các chị đẹp nha em. Cái mẫu này em chuẩn bị hết rồi. Rồi lên giúp giùm em là tím bằng lăng. Tím bằng lăng em còn được hai bộ nè. Xanh biển cho chị đẹp Ngân Hà Nguyễn Thị một bộ. Chị Lon Lê ơi em hết rồi. Lên giúp em tím bằng lăng đi. Chị nào chưa chốt được tím bằng lăng thì lên tím bằng lăng nè. Còn mẫu hai túi thôi bé. Kiếm thử coi. Hết luôn rồi đúng không? Chốt giúp em màu này màu tím bằng lăng rất là đẹp luôn á chị, nói không, cái màu này ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị. Tím bằng lăng giúp em nha, tím bằng lăng chốt em. Bộ này nãy em mới mặc xong em cởi ra cho mấy chị đó. Tím bằng lăng chốt em, tím bằng lăng nha, đẹp lắm. Hai bộ cuối cùng với lại một bộ lập thể nữa là em hết cái mẫu hai túi này nha. Em qua cái mẫu, em sẽ qua cho cái chị cái mẫu này là nó nhẹ, nó nhỏ ký hơn nha, nó nhỏ ký hơn. Dạ 70 ký không có chị Thiên Huyền. Rồi em còn một bộ lập thể. Em còn một bộ lập thể chốt cho chị đẹp nào. Đây lập thể, giải rất đẹp luôn. Lập thể 65 ký trở lại luôn. Rồi hết nha mấy chị, 3 bộ. Đồ này nó không có size lớn chơi. Bé Thủy thử giùm chị coi. Bé Thủy tím cho chị Thúy Bình một bộ. Rồi bộ này 60 ký trở lại mặt dừa nè các chị, 85.000 luôn. Lập thể em chốt cho chị Huệ Kim. Lập thể em chốt cho chị Huệ Kim là em hết lập thể, em còn một bộ tím bằng lăng á chị. Em còn được một bộ tím bằng lăng, cho bộ này nó đẹp nè mấy chị, bộ này vải không? Xuất sắc. Em không biết kêu nó bằng vải gì nữa chị đẹp ơi, không biết kêu chính xác nhưng mà vải nó mềm và nó đẹp cho các chị ha. Không biết cái này là mango hay là lụa 120D, 150D gì đó nha, mà vải nó rất là đẹp. Ôi cái bộ màu vàng này mặc lên là xuất sắc luôn nha các chị đẹp nhà em. 60 ký trở lại mặt dừa. 60 ký cao 1m55 trở lên giúp em, chị nào dưới 1m55 á thì dạ. Dễ thương quá. Vàng em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ. Cổ cánh én luôn nha các chị đẹp nhà em, cổ cánh én luôn nè. Bộ này 60 ký trở lại thôi các chị nha. Bộ này nó ngắn hơn cái bộ hồi nãy một tí xíu nè, nó vừa hơn nè nó. Em mét 58 là em mặc nó cỡ này nè nha. Đó. Chị nhìn giúp em. Lên giúp em mã vàng, bộ vàng này đẹp quá. Cái họa tiết đẹp quá mấy chị. 60 ký trở lại nha các chị đẹp nhà em ơi. 60 ký cao 1m57 trở lên, chị nào thấp thấp thì tầm khoảng 56 57 ký thôi. Vàng em chốt cho chị Nguyên Kim một bộ nè. Chị Sang Thái một bộ nè. Hết rồi chị Phương Trà Quỳnh, vàng em chốt cho chị Mai Hồng một bộ nè. Chị Bích Nguyễn một bộ nè, chị Ngọc Yến một bộ em đang mặc nữa là hết mã vàng. Rồi cái này em có 3 bộ cho cái chị đẹp nhà em. Lên giúp giùm em chọn mấy cái họa tiết này đẹp quá mấy chị. Mấy cái họa tiết này đẹp lắm luôn á. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp giúp em ha. Lên lại giúp em mã này là mã đẹp đi các chị. Ồ cái họa tiết nè.
60kg trở lại, cao 1m57 trở lên. Còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 55-56kg trở lại ha. Vàng em hết rồi, lên em mã đẹp đi. Mã đẹp bộ này đi các chị đẹp. Dễ thương quá mấy chị ơi, trời cái vải. Mã đẹp cho chị Nguyên Kim một bộ. Mã đẹp em có được có 3 bộ à. Nè cái vải này mấy chị xịn sò chưa. Mã đẹp cho chị Nguyên Kim một bộ.